Câu số 19 của Yến Nhi: Thưa sư, con có biết Đức Phật Ngài có nhận tỳ kheo ni. Con được biết là người dì ruột và vợ của Thái tử đã quy y theo Ngài. Sư cho con hỏi vậy họ có chứng được A-la-hán không? Và khi mất họ sẽ về cảnh giới nào thưa sư? Xin thưa là trong phần xuất gia tỳ kheo ni á, Ngài Ananda, Ngài đã hỏi Đức Thế Tôn về điều đó rồi. Tức là sau khi Thế Tôn từ chối cho người nữ xuất gia, thì Ngài Ananda, Ngài hỏi là: Thưa Thế Tôn, như vậy đó là người nữ có khả năng chứng đắc A-la-hán hay không? Đức Thế Tôn nói là có. Và sau đó đó là vị này mới Ngài Ananda mới thưa là: Tư xin thưa Thế Tôn, như vậy thì xin Thế Tôn hãy cho phép người nữ là được xuất gia. Đương nhiên là Ngài hỏi nhiều lắm, nhưng mà sư chỉ lấy một cái liên quan đến câu hỏi thôi. Thì Đức Thế Tôn mới nói là như vậy đó, người nữ được phép xuất gia với điều kiện là phải tuân thủ theo Bát Chánh Pháp. Và Đức Thế Tôn Ngài đã đưa ra Bát Chánh Pháp, và bà Gotami bà đã chấp nhận Bát Chánh Pháp đó, và bà trở thành người nữ đầu tiên trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, người nữ xuất gia đầu tiên trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và sau đó đương nhiên là bà chứng đắc quả vị A-la-hán. Và bà Yayu Đà La đó, bà Giá Sô Thá Ra, thì bà cũng chứng đắc quả vị A-la-hán luôn ha.